Hello xin chào cả anh em. Thì hôm nay có đoàn khách cũng có hai bác khách tới cửa hàng sắm cho mình những con vang và những cục đẩy anh em nhé. Thì bác khách như trước mắt anh em cũng đã thấy thì bác đang tham khảo cục đẩy Martin MA 1300. Về nhà thì bác có một cặp bát 40 và một cặp bát 30. Thì tương lai bác sẽ lên đó là một quả súp hơi 50 đấy anh em nhé. Đấy, thì bác chọn cục đẩy Martin MA 1300. Bác cũng rất kết những cục đẩy này từ lâu rồi. Và một bác khách ở đây thì bác chọn cho mình một con vang cơ F20 số lút anh em nhé. Đây, một vang cơ và một cục đẩy về cho hai bác khách. Đây, một bác chọn vang, một bác chọn đẩy em nhé. Đây, cũng tham khảo các cục đẩy bãi nhiều lắm rồi, nhưng mà bác cuối cùng chốt sang hàng mới anh em nhé. Đây, chất âm hay, tiếng sáng, công suất khỏe, bảo hành dài từ tất cả anh em. Đây, nghe tiếng rất hay rồi anh em. Hiện tại Martin MA 1300 thì với vang thì hai con này em sẽ ghép vào với nhau luôn. Đang đánh cho loa TVK15 và TVK12 anh em nhé. Súp thì hiện tại em đang đánh một kênh đánh cho cặp súp ghép TVK218 ở bên nè. Súp ghép 50 anh em nhé. Công suất rất lớn luôn. Đấy. Đang tư vấn cho bác khách cái cục đẩy và hướng dẫn bác cái cách về nhà bác ghép nối như nào. Hiện tại thì chưa có súp hơi anh em nhé. Thì đánh cho mỗi kênh một quả bát của bác. Và sau đó thì về nhà thì bác sau lần cấp thêm súp hơi sau. Đấy. Điện từ hôm qua rồi. Đấy. Rất ok, niềm vui tới tất cả anh em. Lỡ những nụ cười rất là tuyệt vời rồi anh em nhé. Nghe thấy tiếng bát rất là chắc luôn. Đấy. Chia cho hai bác. Bác khách đang đứng này thì chỉ mua cục đẩy thôi anh em nhé. Sắp cục đẩy rồi. Bộ dàn của bác đầy đủ hết rồi. Bác đang sắp cục đẩy. Và một bác khách bên này thì bác mua thêm vang về để nâng cấp cho những chiếc âm ly anh em nhé. Sáng hai đoàn khách đầu tiên của cửa hàng em. Bên em thì có rất nhiều các sản phẩm vang, mic, lọc nâng, rồi súp hơi, rồi các dòng loa full 30, 40 đều có đầy đủ hết anh em nhé. Đấy. Đấy, đang hướng dẫn bác khách để về nhà khi bác đang đánh không có súp như thế nào và khi có súp thì bác sẽ lối như thế nào anh em nhé. Cái video trực tiếp trực quan tới tất cả anh em luôn. Xong rồi anh em nhé, thanh toán xong rồi, 10.500.000 đồng. Và bác đi ô tô thì bác để xe bên ngoài và bên em sẽ vận chuyển ra cho bác, bê ra bên ngoài cho bác thôi. Đây, tiền đã xong anh em nhé, 10.500.000 đồng cục đẩy Martin MA 1300 và một con vang cơ FX20 Flut thì bác đã mang ra trước rồi. Tổng 1.800.000 nữa, 12.300.000 anh em nhá. Ok. Đấy, một con Martin MA 1300 với nặng tầm khoảng 46 kg. Đấy, hai anh em phải bê luôn. Cục đẩy công suất lớn. Đấy, chào tất cả anh em thì hẹn anh em các clip lần sau. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số ở bên dưới anh em nhá. Chào tất cả anh em ạ.